Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình ra một clip thêm cho các bạn. Clip này mình quay cho các bạn xem những cái mới mà mình cố gắng hàng ngày để mình lấy về để cho các bạn có thể thích, các bạn có thể ghé cho mình. Thì trong thời gian gần đây thì mình hay ra những video về cái gì hàng cá mới rồi mà. Thì mình đang thiếu những ý tưởng để mình ra những video các bạn, thì các bạn thông cảm. Rồi thì dần dần mình sẽ có những ý tưởng là mới thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Thì ngày hôm nay thì mình đầu tiên thì mình sẽ quay cho các bạn xem những mặt hàng cá bên mình mới về để các bạn có thể các bạn ghé cho mình ủng hộ mình nhé. Rồi ok, bây giờ mình quay cái kho đầu tiên cho các bạn xem. Rồi đây các bạn, đây là gọi là hồng mi coi nha các bạn, nó có hai dòng. Nó có hai dòng các bạn, dòng mắt đỏ và dòng mắt đen. Hiện tại đây là dòng mắt đen nha các bạn, nó không rẻ đâu nhưng nó đẹp đó. Dòng này nó thẻ đi sinh rất là đẹp nha các bạn. Dòng này thì mình cũng đang nuôi các bạn, mình đang nuôi nó sinh sản rất là nhiều đó. Rồi cái dòng này các bạn thẻ đi sinh rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo thì mình còn vài con. Con này thì gọi là con hoàng tử châu Phi các bạn, nó giống như cái con cá biển sập sập, nó rất là đẹp nha. Cá rất là mạnh khỏe, các bạn yên tâm. Rồi các bạn, đấy các bạn có thể, nhưng mà dòng này nó dữ, các bạn lưu ý thì các bạn không có nuôi chung như những cái dòng hồng mi coi nãy mình quay các bạn xem á thì không nên. Rồi tiếp tục các bạn, tiếp tục đây là cá quà, cá đây là cá quà lan ngày xưa mình các bạn. Đấy, quà lan ngày xưa mình các bạn có thể các bạn nuôi nha, mà nhân giống các bạn để rất là nhiều. Đây các bạn, để mình quay lên phía trên cho các bạn xem. Như là trên xuống rất là đẹp nha các bạn. Thì mình ở đây mình đang quay ngang cho các bạn. Con nó chuẩn bị đẻ luôn rồi kìa, các bạn thấy không? Đây đây, mình sẽ quay cho các bạn xem nè. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha, mình đã cái giọt mình sẽ bắt cho các bạn xem. Đó, mình coi nó thử rồi, cái con nó con nào. Nó lòi con ra luôn rồi. Đây đây đây. Đây đây các bạn. Rồi nếu mình bạn lưu ý bạn nuôi cá, các bạn có thể những con này các bạn đỡ đó, mình sẽ dắt cái con này riêng các bạn quay cho các bạn xem. Đấy, con nó còn lòi rồi, cũng bị đẻ luôn rồi các bạn thấy không. Đấy các bạn, tại vì mình số lượng mình nhiều á, thành thử là mình không có tách riêng được. Các bạn mua về các bạn đã đẻ ra thì đấy nó con nó lòi ra tới đít luôn rồi đấy. Đấy để rất sai nha các bạn, mấy cái này dòng này để một các bạn nó để ra nó ăn hết rồi, có một các bạn không làm lòng để thì nó ăn hết các bạn. Các bạn lưu ý thì thật chất bây giờ thì mình cho nó để nó ăn luôn, bây giờ mình không có chỗ rồi. Đấy con mở lòi luôn rồi. Đây thì nó quẩy một chút xíu nữa là rớt con luôn rồi. Luôn cá không thú vị nha các bạn. Đấy. Đấy con lòi đấy, đấy nó đang tìm ổ thôi chứ thật chất nó cũng đang sợ, nhưng mà nó ra thì chút sau mình biết nó sẽ ăn con, tại vì nó đông quá rồi, trong cái vuông nghiêng. Rồi đây là cái bể màu tạc các bạn. Đây các bạn, rồi bên cạnh đây thì mình có dòng Cunvon đây, Cunvon nhà hàng chợ nha các bạn. Các bạn hàng chợ thì các bạn
cách thì chợ rồi ghé, tại vì bữa giờ mấy bạn hỏi cũng nhiều rồi, mình cũng về thêm. Là mình cũng đang nuôi những dòng này thì mình đang nuôi hết, nuôi mà thực chất cái mình thấy nuôi con gôn này nó để ít nha các bạn, nó không để nhiều nha. Đấy, theo mình nhận thấy rồi. Đây bốn cờ cao nè các bạn. Đấy, các bạn có thể nuôi con gôn này. Đây có thủy sinh nữa đó các bạn, hồng nhung. Đấy, hồng nhung rồi, xí can rồi. Rất là nhiều. Đây những dòng thêm những dòng đây nữa. Đấy các bạn, nhiều lắm. Đẹp dòng này. Đây thì mình cũng bị lựa một ít đỡ mình làm giống đó các bạn. Làm giống rồi mình bán cái chợ. Đây mình quay trên các bạn xem. Đấy các bạn. Đấy, cái này cũng là cái chợ các bạn. Cái xe canh xanh này các bạn không thấy rồi. Nay nó ra những dòng xe canh xanh sọt body rồi đẹp lắm các bạn. Để đợi bữa nào mình có về là mình quay cho các bạn xem. Đây nhựa giờ quang thì cái này quá quen rồi. Đây mình cũng còn bên bon với lại bên chu, hàng này cũng là hàng dạt luôn, hàng học sinh luôn, rẻ tiền, các bạn dễ xài dễ nuôi. Đây xin chào cho các bạn, chào đây xin các bạn. Nuôi bầy đàn cũng đẹp lắm. Rồi còn là mấy em cái panda, các bạn nào ủng hộ mình thì tới luôn nha. Cái panda các bạn. Rồi đây thì giúp anh đào, giúp cái đào này các bạn mua về các bạn ép đĩa luôn nha, nó chữa hết rồi. Cho giúp anh đào ấy chữa hết rồi, nó bụng to trời bá rồi các bạn. Đây các bạn, đây là mũi đỏ mà cái mũi nó đỏ chét luôn á. Đã chét luôn á. Đây dòng cá beta, dòng cá ấy, dòng cá chợ học sinh các bạn. Đây học sinh. Đấy, rỉ thôi, cái máy này rỉ ổn mà. Đây, cái lắp rồi nè. Đây cái lốc này nè, hơi tối một xíu, cái lốc này nè, chuồng cái lốc này mọi dòng này nó không ăn năm, nó không giữ nó ăn cá sống rồi các bạn. Mấy con này mà đỡ mấy con như cái bầy Lena này vô là giúp hết nha các bạn. Đây mình có những cái dòng bầy Lena này. Đây là ngân binh nha các bạn, mình đây là gọi là tên mình quên tên nó kêu rồi rồi nó có cờ cao đẹp lắm các bạn. Đây thẻ thí sinh cũng đẹp. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục đây là Ali đủ màu các bạn. Phải vô vô lỗ rồi, một chết rồi. Tung vô lỗ rồi không kêu rồi. Có nhiều màu các bạn, các bạn cũng thích cái màu đấy. Đây là ly các bạn, còn có liền ly thái đẹp lắm nha. Đây là kẻ gọi là cánh đỏ ngày xưa mình được các bạn, đuôi yến rồi đuôi kiếm rồi đuôi sen hết. Đây các bạn, rồi ở mình quay các bạn đây, cái bên màu tạp này rất là nhiều. Đấy các bạn nuôi nhiều, các bạn mua lưới này. Bây giờ dân cho nó đĩa, mình đang dân cho các bạn để đĩa
đẹp lắm, hôm nay là xinh đẹp. Tài tài con rẻ mua phong thủy. Rồi đây có cái đai vàng, cái vàng đai đuôi nè. Đấy, vàng đai đuôi đó các bạn. Màu này các bạn thả nguyên một bầy nó đẹp long lanh luôn các bạn, cỡ chừng 100 con là được rồi, cỡ đấy được rồi. Có hồ cỡ mét thì thả 100 con, có lũa vô được rồi, bỏ cái lũa vô thôi, cái nền cát nữa rồi không dân nhiều. Ở tiếp tục mình quay nữa nè, đây là phượng hồn. Ngân long các bạn. Và sơ đã chéo quá, không thấy. Ở đây ông tiên, ông tiên đen này các bạn, ông tiên đen này, rồi về nhiều. Ông tiên đen cũng đẹp. Cá mà như trâu các bạn yên tâm. Đây. Bên đây còn hai em nữa. Đây là két nè. Két là két la hán, két lai như la hán nữa nè. Đây là két la hán rồi đấy, nó lai la hán, ép cái đĩa luôn. Mấy két này rẻ tiền. Thì có két xanh nữa. Nói trình độ cao của nó cái gì nó làm cũng được không các bạn. Cái hải hồ có nghe long long rồi các bạn. Rồi đây ta tưởng của Phi nha các bạn. Đây ta tưởng cái trắng đen luôn nha. Đây trắng đen là một size nhỏ các bạn. Mình đang nuôi những cái mình đang ươm size lớn lên mình tết mình bán các bạn. Đấy, mình bán máy móc rồi là đủ các bạn, phụ kiện rồi đây nọ, cái gì mình biết còn thuốc hay cái gì mình biết cái loại nào trị hay mình giới thiệu cho. Rồi tẩm rồi đây nè, quay cái kim cương kim sơn các bạn. Rồi video thì mình kết thúc ở đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình rồi đỡ mình tiếp tục ra những video các bạn nhận thấy các bạn. Đỡ các bạn nhận thấy những video mới các bạn có thể tiếp cận dễ hơn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn những clip lần sau.